xong việc rồi trở lại Sài Gòn để lo việc tiếp đây cả nhà ơi. Tính ra là về quê được có một ngày một luôn. Chị thương chị Năm mày. Đã vậy? Ngon vậy? Bỏ vô trong cái bao, cái bao này luôn hả mẹ? Chỗ trái mít luôn đi hả? Ừ. Quá trời nắng này, núm á. Dạ, dục vô đây luôn đi mẹ. Con chỉnh con lửa ra. Trời ơi quá. Quá trời nắng rồi chị Năm ơi, chị Năm. Rồi cột cái bắt đầu mình quăng lên xe thôi. Một mình mẹ đi xúc nguyên đống đất đó, đó hả? Quá trời luôn. Cứ mỗi lần về quê là y như rằng luôn ơi. Phải đầy chiếc xe hơi mẹ mới cho tôi đi. Chị Năm tôi thấy ghê luôn. Nắng này chắc cỡ 45 độ, nắng dữ dằn lắm. Chị Năm tôi đi xúc đất rồi, chị Năm tôi bưa cột lần đêm lên nè. Thương chị Năm tôi quá à. Đồ ăn quê, trái cây quê quá trời luôn á. Tiên ghé qua chợ Long Xuyên á, mua vài củ khoai lùng để trên xe ăn từ từ cho đỡ buồn. Ở trên Sài Gòn á, thì bữa nay ông chồng tôi ổng lo set up cái khu vườn cho mấy đứa nhỏ nè. Mấy cái bánh xe này thì sơn màu hồng, màu xanh, màu vàng đồ á, cho mấy đứa nhỏ nó chơi xích đu. Nói chung là chỉ cần thằng nhóc nó khoái cái gì là ổng bắt đầu ổng chiều ổng làm cho nó cái đó. Cái này là đang sơn cây xích đu cho nó lên màu trắng cho nó đẹp nè. Xong rồi thì cho nhỏ nó lên nó test thử. Rồi thì cho nhỏ nó lên nó test thử. Rồi đưa đi. Lật không? Đâu lật hả? Lật đi. Ờ rồi đeo lên đẩy. Rồi rồi. Đẩy đi. Rồi thôi con dẹp nha. Đâu leo lên thử coi, đứng lại coi. Rồi đứng lên luôn. Ừ rồi. Mạnh lắm, đưa lại, tự đưa luôn. Còn ở phía bên đây, thì mấy chú thợ hồ đang xây mấy cái thành lên mấy cái vách tường cho cây nó đẹp lên đó. Xích đu tự chế từ bánh xe không còn sử dụng. Xong rồi đó, bữa nay tôi bắt đầu quay tổng quan cho mấy bà coi qua cái vườn rau ngày hôm nay nó đã lên hình như thế nào rồi nha. Nói chung là mọi thứ nó cũng mới bắt đầu thôi, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn rất là đẹp mắt. Bữa nay tôi chở thêm mấy bao đất và phân ở dưới quê lên nữa thì tăng cường thêm nhiều loại cây thêm, rau và cây ăn trái rồi đó. Tôi nghĩ là phải 1-2 tuần sau á, thì lúc đó cái vườn nó mới đẹp đẹp hơn để tôi có thể chia sẻ nhiều hơn cho mấy bà. Nhớ bấm theo dõi tôi để xem những video clip tiếp theo nha.